Đây là món cá chim chiên nước mắm nha các bạn. Món này rất đơn giản nhưng rất ngon cho các bữa cơm nha các bạn. Thì để nấu món này thì bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt tay vào nấu nha các bạn. Xin chào các bạn, thì hôm nay combo món ăn mình sẽ mang đến một món ăn đó là cá chim chiên nước mắm nha các bạn. Thì ở đây mình có một con cá chim các bạn mua về và làm sạch phần ruột và phần mang nha các bạn. Và mình sẽ cạo sạch cái phần da của cá nha các bạn. Sau đó các bạn chà với muối và rửa sạch lại để ráo nha các bạn. Để mình chiên cá nó không có bị bắn dầu nha các bạn. Thì để làm nước mắm thì mình có một muỗng bột ngọt này các bạn, 2 muỗng đường, dầu hào, 3 muỗng nước mắm, 5 muỗng nước lọc, tỏi băm và ớt băm nha các bạn. Thì để trước khi chiên cá thì mình sẽ làm cái phần nước mắm này trước nha các bạn. Thì 3 muỗng nước mắm thì mình sẽ cho 2 muỗng đường vào nha các bạn. Và mình sẽ cho hết phần bột ngọt này vào luôn nha các bạn. Và mình sẽ cho hết phần ớt băm này vào luôn nha các bạn. Và mình sẽ cho hết phần tỏi băm này vào luôn. Và phần nước lọc mình cũng cho vào luôn nha các bạn. Và mình sẽ cho vào đây 1 muỗng dầu hào nha các bạn. Sau đó các bạn đánh đều lên cho nó hỗn hợp này nó đều lên nha các bạn. Vậy là mình đã pha xong phần nước mắm để mà lát nữa mình chiên cá mình cho vào các bạn. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ chiên cá cho giòn các bạn. Các bạn cho chảo lên bếp và mình sẽ cho lượng dầu ăn vào để chiên cá nha các bạn. Giờ thì mình sẽ mở lửa nhỏ. Khi mà cái phần dầu này nóng lên rồi các bạn thì mình sẽ cho cá vào chiên nha các bạn. Chiên một mặt cho vàng hẳn xong rồi sau đó mình sẽ trở lại mặt mặt kia nha các bạn. Thì lúc chiên cá mình sẽ canh và trở cá cho cá nó vàng hai mặt nha các bạn. Các bạn muốn nó vàng cỡ nào thì các bạn chiên cho nó vàng cỡ đó, còn mình thì mình chiên cá nó vàng chỗ này thì được rồi nha các bạn. Mình sẽ cất phần cá này ra ngoài dĩa nha. Đây, cá rất là vàng luôn, ngon luôn các bạn. Và phần dầu ăn chiên cá còn dư các bạn thì mình sẽ không có nấu nhiều dầu như vậy, thì mình sẽ cho ra ngoài chén để mình lát nữa mình sẽ làm những cái món xào khác nha các bạn. Mình chỉ sử dụng lại một ít dầu thôi. Đây thì bây giờ mình sẽ bật bếp lên lửa nhỏ nha các bạn, và mình sẽ cho hết cái phần nước mắm vào để mình nấu cho nó tan tan đường nha các bạn. Mình sẽ
nấu cái phần nước mắm này cho nó sôi lên nha các bạn, không có cần mà để cho nó sệt lại nha các bạn, chỉ cần sôi lên là được. Mùi bốc lên rất là thơm luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần cá hồi nãy vào để mình chiên cho nó thấm nha các bạn. Các bạn cũng sẽ chở cá cho nó thấm đều hai mặt nha các bạn. Lúc này nước mắm nó sôi lên thì nó sẽ từ từ thấm vào cá rất là ngon các bạn. Cá rất là vàng luôn, rất là giòn. Phần nước mắm thì tỏi ớt khi mà chiên lên thì nó thơm lắm các bạn ơi. Mình sẽ mở lửa nhỏ cho cá nó thấm từ từ vào mắm nha các bạn. Mình sẽ chở cá lại vào. Cá thấm nước mắm rất là ngon luôn. Thì nước mắm nó sệt lại chỗ này rồi thì mình sẽ tắt bếp và món ăn đã hoàn thành các bạn. Và món cá chim chiên nước mắm khá là ngon luôn các bạn. Chỉ cần vài phút đơn giản là mình đã có một cái món ăn cho bữa cơm gia đình, những người thân trong gia đình ăn rất là ngon luôn các bạn. Đây, cá giòn và nước mắm thì rất là thấm luôn, phủ lên con cá rất là đẹp. Thì chúc các bạn thành công nha. Nếu các bạn thấy video hay nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho combo món ăn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các món ăn ở video sau nha.